Lý Nhã Kỳ mang sắc tím cuốn hút đến thảm đỏ Cannes trong ngày đầu. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình tại Liên hoan phim hàng đầu thế giới diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 5, Lý Nhã Kỳ đã mang theo 43 vali hành lý. Trong ngày đầu xuất hiện tại Cannes, Lý Nhã Kỳ lựa chọn bộ trang phục thanh thuần sắc tím, được lấy cảm hứng từ hoa oải hương của nhà thiết kế Đỗ Long. Loài hoa này được mệnh danh là thảo dược tình yêu, biểu trưng cho sự chung thủy, sự nhẹ nhàng, tinh tế của một người phụ nữ. Thiết kế mang sắc tím với form dáng tùng xòe, gợi cho người đối diện liên tưởng đến hình ảnh những cánh đồng oải hương trải dài. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là những bông hoa được làm thủ công, kết hợp cùng lông vũ đan sen tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Xuất hiện tại thảm đỏ, Lý Nhã Kỳ thu hút ống kính của phóng viên và những người tham dự sự kiện vì thần thái cuốn hút và quyền lực. Chiếc váy công chúa của Lý Nhã Kỳ do 3 thợ may chuyên nghiệp thực hiện, đính kết thủ công hàng nghìn viên đá pha lê, mất đến 675 giờ để hoàn thành. Bên cạnh đó, góp phần tạo nên sự lộng lẫy của Lý Nhã Kỳ chính là bộ trang sức mang sắc tím đến từ hãng trang sức lâu đời ở Ý, với các món phụ kiện có tổng giá trị lên đến 100.000 euro. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!